Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phòng vụ rất thân mến, qua các trang sách tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ để chữa lành cho người ta. Và chính qua những phép lạ chữa lành đó, chính là cho chúng ta thấy được dấu chỉ để người ta nhận biết Ngài không chỉ là một vị tiên tri bình thường, nhưng chính là đấng thiên sai, là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trong trần gian này để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta vẫn nhớ khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ của mình tới hỏi rằng Ngài có phải là đấng thiên sai, đấng cứu độ hay không, thì chính Chúa Giêsu nói với những người môn đệ đó rằng: Hãy về tường thuật cho Gioan: Người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại, và những người nghèo khó được lắng nghe tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Đó chính là những dấu chỉ của thời thiên sai mà Thiên Chúa thực hiện giữa nhân loại ban ơn cứu độ cho chúng ta. Tin mừng Máccô ngày hôm nay trình thuật cho chúng ta khá chi tiết về việc Chúa chữa người mù có tên là Ba-ti-mê, con của ông Ti-mê, khi Chúa và các môn đệ đi vào thành Jericho. Chúng ta thấy được mặc dù người mù này đã tha thiết và bị người khác nạt đi, nhưng anh ta vẫn kêu lớn tiếng để xin Chúa Giêsu chữa lành cho mình. Điều mà anh ta đang bị đuôi mù và điều mong ước đầu tiên chính là: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Nói về những người mù, ngày nay chúng ta thấy trong cái hạt xóm mới của chúng ta hay gần xứ Hà Đông của chúng ta cũng có rất nhiều người gọi là đuôi mù hay mù lòa, ngồi bên vệ đường ăn xin như chính người tên Ba-ti-mê được chữa lành trong tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta vẫn thấy có những người mù đi bán vé số, có những người mù đi xin ăn bên vệ đường, và những câu mà cái vùng Gò Vấp xóm mới chúng ta vẫn thường quen nghe: Lạy ông đi qua, thưa bà đi lại, xin thương xót bố thí cho tôi. Hay là chúng ta đi thăm những trại mái ấm khuyết tật, có những em thì khiếm thính, có nghĩa là bị điếc không thể nghe được, nhưng số các em bị khiếm thị
có nghĩa là bị mù mắt hoàn toàn, không thể nhìn thấy được. Có thể từ khi được sinh ra, có khi mới 2-3 tuổi vì một vi khuẩn, virus, chứng bệnh nào đó làm cho em bé đó bị đùi mù. Chúng ta thấy được những người mù là những người bất hạnh nhiều hơn cả, vì không thấy được ánh sáng, không nhìn thấy được những người thân yêu của mình. Và nếu nói về những em bé gọi là bị mù từ khi mới sinh ra, chúng chẳng bao giờ nhìn thấy được mặt cha mẹ là người đã yêu thương, đã kêu mang, đã sinh ra mình. Cho nên chỉ về việc đuôi mù về thể xác đó, chúng ta thấy đó là một sự bất hạnh lớn lao. Và khi người mù trong tin mừng này kêu van với Chúa Giêsu, mặc dù bị người khác quát nạt để anh ta im đi, nhưng anh ta vẫn tha thiết để xin với Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đã nói với người khác kêu anh ta lại, và chính Chúa hỏi rằng anh muốn xin điều gì. Thì điều mà anh ta đang mong ước, anh ta đã trình bày một cách chân thành với Chúa Giêsu: lạy Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy như quý ông bà anh chị em cũng nhìn thấy trên màn hình ở trong nhà thờ, cũng nói lên và diễn tả cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành người mù này. Đó là chúng ta nói về cái sự mù lòa về thể lý, về bên ngoài, nghĩa là những người mù, những người khiếm thị không thể nhìn thấy được ánh sáng, không thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, và đặc biệt không thể nhìn thấy những người thân yêu của mình, từ những người trong gia đình, họ hàng, ông bà, cha mẹ hay anh chị em của mình. Chúng ta thấy như chúng ta vừa chia sẻ, đó chính là nỗi bất hạnh rất lớn mà chính Chúa Giêsu đã thương xót, và qua việc Ngài chữa lành đó để Ngài cũng chứng tỏ tình thương cứu độ dành cho chúng ta. Và chính tình thương cứu độ dành cho chúng ta đó, Ngài cũng muốn dẫn đưa chúng ta lên một bậc cao hơn, nghĩa là nhiều khi chúng ta được sáng con mắt, như chính Chúa Giêsu cũng nói rất nhiều lần với những người biệt phái: các ông có mắt để thấy, có tai để nghe, nhưng thực sự các ông là những người đuôi mù, là những người điếc, vì các ông không nhận ra những việc mà Thiên Chúa thực hiện qua Đấng Thiên Sai, qua con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Khi nhìn kỹ lại, đặc biệt trong những dịp tĩnh tâm hay trong những dịp chúng ta ngồi xét mình lại, những dịp chúng ta đi xưng tội, nếu chúng ta xét kỹ, chúng ta cũng thấy chúng ta vẫn được Chúa ban cho sáng mắt, nhưng chúng ta nhiều khi hay nhiều hoàn cảnh chúng ta lại mắc cái bệnh gọi là mù lòa về thiêng liêng, mù lòa trong tâm hồn. Có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy được những sự việc, những kỳ công của Chúa làm. Chúng ta không thấy được những nỗi đau khổ bất hạnh của những người chung quanh chúng ta. Chúng ta không thấy được những cảnh đời hẩm hiu mà chúng ta cần phải giúp đỡ, cần phải bố thí, cần phải phục vụ như Chúa dạy chúng ta. Đó là những sự mù lòa về trong tâm hồn, về đàng thiêng liêng, mà xét theo niềm tin của chúng ta thấy rằng cái sự mù lòa đó còn nguy hiểm và còn đáng thương hơn nhiều. Vì chúng ta vẫn sống và sinh hoạt, ví dụ chúng ta vẫn trong một cộng đoàn giáo xứ, nhưng chúng ta lại chẳng nhìn thấy ai, chẳng nhìn thấy những người đau khổ xung quanh chúng ta. Và tệ hại hơn nữa là những người đuôi mù về tâm hồn chẳng bao giờ nhìn thấy những kỳ công Chúa làm, những hồng ân Chúa ban, để rồi biết tạ ơn Chúa cho xứng đáng. Chính qua việc Chúa chữa người mù trong tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay, là Chúa muốn hướng chúng ta, Chúa đến và cứu chữa chúng ta qua việc sự chữa lành về thể xác. Chắc chắn khi chúng ta thành tâm kêu cầu Chúa, Chúa cũng sẽ chữa lành chúng ta về sự mù lòa thiêng liêng, về sự mù lòa trong tâm hồn mà nhiều khi chính chúng ta không nhận ra được. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể mở mắt cho chúng ta, mở mắt về đức tin, mở mắt tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra được hồng ân tình thương của Chúa. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra được những nỗi bất hạnh, những cảnh đời hẩm hiu, thiếu may mắn của những người chung quanh chúng ta, để rồi từ đó chúng ta khi đã thấy được rồi, chúng ta mới có thể sẵn sàng phục vụ, làm phúc bố thí cho những người kém may mắn đó.
trở lại với người mù được chữa lành cho tin mừng ngày hôm nay, xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể thấy rằng người mù này rất dễ thương, và người mù này đặc biệt hơn nữa chính là mẫu gương cho mỗi người tín hữu chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta được nhắc nhở rất nhiều về việc cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa có nghĩa là thân thưa nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa qua việc chúng ta dâng thánh lễ như ngày Chủ nhật hôm nay. Cầu nguyện với Chúa qua việc chúng ta đọc kinh chung trong gia đình, hay chúng ta cùng với cộng đoàn giáo xứ khi cử hành phụng vụ đọc những giờ kinh theo như giáo hội mong muốn, hay là cử hành các bí tích, qua các bí tích rửa tội, thêm sức hay xưng tội. Đó chính là chúng ta bày tỏ lòng tin của chúng ta để chúng ta thân thưa với Chúa. Chính người mù này là mẫu gương cầu nguyện cho chúng ta. Vì sao? Trước hết, anh ta đã thưa với Chúa Giêsu với tất cả lòng tin mạnh mẽ của anh ta. Khi nghe biết rằng có một người tên là Giêsu làng Nazareth đi tới thành Jericho và đi ngang qua thành, thì trong niềm tin của anh ta và trong những gì mà anh ta đã hiểu biết về Kinh Thánh, thì anh ta ý thức rằng người mang tên Giêsu ở quê Nazareth đó chính là Đấng Thiên Sai, vì là dòng dõi con vua David. Và như vậy chỉ có người mới có quyền năng để chữa anh ta khỏi cái sự mù lòa thể xác. Và với lòng tin đó, anh ta đã thưa lên rằng: lạy ông Giêsu Nazareth, con vua David, xin rủ lòng thương xót tôi. Và người ta quát nạt anh ta để ta im đi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục để van nài với Chúa Giêsu: lạy con vua David, xin rủ lòng thương xót tôi. Chính cái sự kiên trì cầu nguyện của người mù này là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Nếu chúng ta không tin tưởng vào quyền năng, đặc biệt tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta chẳng cầu nguyện với Chúa, chẳng xin Chúa ơn này hay ơn khác. Và đặc biệt, Chúa dạy chúng ta phải kiên trì trong việc cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta dễ chán nản trong việc cầu nguyện khi chúng ta nói rằng: con đã cầu nguyện nhiều rồi, con cũng đã đọc kinh đi lễ nhiều, xin Chúa điều này điều khác, mà chưa thấy Chúa ban cho. Chưa tới lúc Chúa ban cho, nhưng nhiều khi chúng ta lại nản chí, chúng ta lại thất vọng. Hay ngay cả như đối với người mù này, bị người khác quát nạt để anh ta im đi, nhưng anh ta tin tưởng rằng Đấng Thiên Sai, con vua David đó, có thể chữa mình để khỏi mù được nhìn thấy. Anh ta vẫn tiếp tục, vẫn kiên trì để thưa rằng: lạy con vua David, xin thương xót tôi. Chính sự kiên trì đó là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa, vì Thiên Chúa là cha chúng ta. Và Chúa đã nói với chúng ta rất rõ ràng: chẳng lẽ người con xin cha một cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hay xin con cá lại cho nó con bọ cạp? Thiên Chúa là Đấng tốt lành và toàn năng. Khi chúng ta xin gì, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và miễn là chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa trong sự tin tưởng và trong sự kiên trì của chúng ta, chúng ta càng kiên trì thì Chúa sẽ cũng nhậm lời và ban những ơn lành cho chúng ta. Nói về việc cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt chúng ta cũng có thói quen không chỉ cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng cầu nguyện trong mỗi mái ấm gia đình chúng ta. Vì Hội đồng Giám mục Việt Nam luôn nhấn mạnh tới việc cầu nguyện trong gia đình chúng ta, đặc biệt trong năm mục vụ gia đình này, cũng như trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Chính trong giờ cầu nguyện mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt mỗi buổi tối, để bố mẹ con cái tụ họp với nhau trước bàn thờ Chúa, bàn thờ Đức Mẹ, đọc ít kinh để tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, và qua đó dạy cho con cái cầu nguyện. Cầu nguyện trước hết là những nhu cầu trong gia đình chúng ta. Cầu nguyện cho những người đi xa, cầu nguyện cho những người đau ốm. Chúng ta làm cha làm mẹ lo lắng rất nhiều, cầu nguyện cho con cái chúng ta được học hỏi thành đạt, được thi cử tốt đẹp, được trở nên những người con ngoan. Rất nhiều nhu cầu chúng ta cần thưa với Chúa. Quý ông bà, anh chị em hãy cứ kiên trì cầu nguyện thưa với Chúa, đặc biệt trong các giờ kinh tối trong gia đình chúng ta, nhất là
Trong những ngày này dù là cuối tháng khi Đức Mẹ mân côi, nhưng qua việc lần hạt mân côi hay qua từng ba kinh kính mừng, 10 kinh kính mừng trong gia đình chúng ta, qua Đức Mẹ, chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện, chắc chắn Chúa và Đức Mẹ sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, qua phép lạ mà Chúa Giêsu đã chữa người mù như chúng ta vừa chia sẻ, chúng ta thấy rằng Chúa rất yêu thương những người hẩm hiu, những người kém may mắn, và chính Chúa đã sẵn sàng để chữa lành cho người mù như chúng ta đã thấy, và theo như yêu cầu, theo như khát vọng của người mù trong tin mừng hôm nay. Xin Chúa cũng chữa cho chúng ta như chúng ta đã chia sẻ. Chúng ta ngồi đây chắc chắn là không bị mù lòa về thể lý, về thể xác, nhưng nếu chúng ta xét kỹ, chúng ta dễ bị đuôi mù về phần thiêng liêng, về phần tâm hồn. Khi chúng ta mắc cái căn bệnh mà xã hội ngày nay cũng như giáo hội nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều, gọi là căn bệnh vô cảm. Chúng ta không thấy được những nỗi bất hạnh của người khác, chúng ta không nghe được những lời kêu cứu của người khác cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đó chính là sự mù lòa câm điếc thiêng liêng mà chúng ta cần Chúa chữa cho chúng ta, để thoát khỏi một căn bệnh rất nguy hiểm của xã hội thời đại ngày nay mà người ta gọi là căn bệnh vô cảm, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy và không thể cảm thấy được để mà giúp đỡ những người khốn khổ chung quanh chúng ta. Và khi chúng ta đã được Chúa thương ban rất nhiều ơn lành, chắc chắn người mù trong tin mừng cũng nêu gương cho chúng ta qua việc cầu nguyện. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, dù là cá nhân hay gia đình hay tập thể giáo xứ Hà Đông chúng ta, qua những cách này cách khác, xin cho chúng ta luôn kiên trì trong việc cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa và chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ nhậm lời và ban những ơn lành cho chúng ta. Ban những ơn lành phần xác và những ơn lành phần hồn là những điều mà chúng ta đang tha thiết cầu xin với Chúa. Và chính mỗi thánh lễ chúng ta dâng như thánh lễ Chủ nhật ngày hôm nay là chúng ta kết hợp với nhau trong tâm tình yêu mến cùng với Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha và dâng lời cầu khẩn lên Chúa Cha để ban những ơn lành cần thiết cho chúng ta qua công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta. Xin cho thánh lễ ngày hôm nay giúp cho chúng ta ý thức về những điều đó và đặc biệt biết giúp cho chúng ta để chúng ta biết áp dụng trong việc cầu nguyện của mỗi người chúng ta trong gia đình chúng ta. Amen.